ta tô bi sambuddho anunna dhammadesanam magavasani desesi santanam thasuttha kang tena đề xê tu tham mà đề xa năng sập bà di tha xa giang anu tâm bằng bi cà ta quê chúng sanh tất cả vô như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đăng nhờ ánh sáng trổ hoa lạnh rạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoản Phật nhận lời những chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo ngay đời nhắm vườn lộc gia ngày giờ chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp viên toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập đám mưa lành vui khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đặng trí tri vẹn toàn nhìn năm một thai giá con đã đạo tràng kính cung thỉnh pháp sư dạ, bây giờ chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ quang lâm pháp tòa ăn đàn thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay dạ, con kính nhận kính năm alo có thỉnh rồi mà alo ủa tự nhiên có thỉnh đại đức tính rồi dạ thấy tín hiệu của sư nè dạ thỉnh sư dạ
Đại đức có pháp tính có nghe âm thanh của tự nhiên không ạ? Sư đang chưa thấy sư. Dạ, kính chân mắt đến sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Ở bên chúng tôi dọn mưa, mưa nó lớn quá thì là tôi nghe cũng rõ. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến trình bày kinh hành cùng siêu tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị nam tín nữ. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về phẫn nộ thì miên phải quý vị từng vừa rồi thì chúng ta chỉ có mới có học tới hữu ái thì miên không quý vị. Dạ sao cũng vậy thì bây giờ trước khi bắt đầu vào tự nhiên chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tâm đảnh một cách chúng ta arahang samma sambuddho paravattan paravattan api qua đề mi so kha to paravata thammo thamang namasami so pati bando paravato sa vakatang ko sangkang natmami lokasat natang waramutama hang mukhan jat thamman jat bát namami sangkang. Đệ tử xin nghiêm tịnh tân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần thuốc phát xâm do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính nhân lên Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phút này với cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ vì thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Tốt. Xin nghe, năm sau vậy? Cứ chuyển khoản vô tài khoản sư đi rồi sư đi ra. Dạ. Cứ chuyển như đó đi. Một chút sư giảng bài xong rồi sư sẽ điện thoại lại nha. Dạ. Dạ. Xin lỗi quý vị. Do bây giờ bị cho cái chuyến đi nha. Ấn Độ thành ra chúng tôi bận lu bu nhiều công việc, mà quý vị thông cảm. Sẵn nhân ở đây thì chúng tôi cũng thông báo cho quý vị Phật tử ở trong chung rung, nhất là người Phật tử nào ở Việt Nam, nếu mà quý vị có muốn đi Ấn Độ đó, cách đây 20 ngày mà chúng tôi mua vé dùm một người đi thì từ 730 đô đến 810 đô một vé cho một người đi vừa đi vừa về. Giá vé nó dao động như vậy đó, thì bây giờ nó lên tới 800 mấy rồi. Nhưng có người ta báo cho chúng tôi biết là có một cái hãng ở Ấn Độ, một cái hãng máy bay của Ấn Độ sẽ bay từ Việt Nam đi đến phi trường Kolkata, rồi từ phi trường Kolkata đi trở xuống Bodhigaya. Mà cái hãng của Ấn Độ hình như là hiện nay đang bán khoảng chừng 360 đô. Thì những người nào mà biết rành về đường đi thì đi bằng cái chuyến bay đó thì nó rẻ hơn được phần nữa. Nhưng mà nó tại vì những người nào mà không biết đường đi á thì qua bên xứ Ấn Độ Kolkata thì quý vị cũng biết rồi, gặp hồi giáo còn không biết ai giúp đỡ quý vị. Còn mình bay từ Thái Lan mà qua bên Bắc Ga đó thì có thể là hy vọng rằng mình ít có bị trục trặc hơn đó. Thành nhưng mà những người nào mà sau này mua vé đó mà
Nếu mà đi như vậy thì ngày mai chắc chúng tôi có được cái thông tin, cái địa chỉ của cái trang web đó, quý vị mua ở quý vị nào mà chúng ta có ít tiền á, chúng ta đi Kolkata, từ Việt Nam bay qua Kolkata rồi bay về Pattaya. Quý vị đi vậy thì nó rẻ, chúng tôi thấy quá rẻ. Nhà 360 đô, hiện giờ là 330 đô, nó rẻ. Không biết cô Tị Duyên với cô gì thân mẫu của sư Huệ Tiến đi cái đường đó cô còn vui à. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu bài học. Chúng tôi cũng ráng để giảng cho hết cái chi phần này nhưng mà cũng không kịp luôn quý vị. Cái ngày hôm nay đó thì chúng ta học về khoảnh khắc, ngay là cái sự mà sân hận đó, khoảnh khắc tiền niên, Vatika Nusaya. Đây là một cái pháp mà chúng ta luôn luôn chúng ta có tìm ở trong tâm của mình. Có nghĩa khoảnh khắc có nghĩa là ở đây có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái sự bực bội, cái sự sân hận, cái sự hận thù, cái sự oán trái đó. Mà chúng ta nên nhớ rằng là cái pháp mà chúng ta đang học ở đây là cái pháp tùy miên, cái pháp tùy miên có nghĩa là nó tiềm ẩn ở trong tâm của chúng ta. Hãy khi nào mà đủ duyên, đủ điều kiện là cái pháp này nó sanh lên. Khi nào mà đủ duyên, đủ điều kiện là quý vị biết rằng là khoảnh khắc tiền miên nó sẽ lên. Thành ra đó quý vị thấy rằng là đối với cái pháp này á, là cái pháp ngủ ngầm, nó có ở trong tâm của những chúng sanh phàm phu. Thành ra đó có một cái có những cái câu Phật ngôn, Đức Phật nói là cái hạng người mà chất chứa những cái phẫn nộ này đó, thì chỉ cần mà có một cái chút gì đó nó trỗi dậy, có một cái chút gì đó nó hiện khởi qua tâm của chúng ta thôi, thì chúng ta rất là dễ dàng khởi dậy. Thành ra nếu mà nói về cái chúng sanh mà sân hận, có người người ta rất là dễ sân quý vị, hoặc là cái sự thù hận người ta nó cắt sâu giống như là cái nét chữ mình được khắc lên đá vậy. Rồi có những người thì cũng có cái sự sân hận, nhưng mà nó giống như là chữ mà mình viết ở trên cát vậy đó. Hễ mà có gió nó bay qua là hết. Có nghĩa là cái người này sân cái cấp độ nó cũng thấp. Rồi có những người thì cái sự sân hận của họ đó, nó giống như là mình viết chữ ở trên nước, có nghĩa là nó thoáng qua thôi. Nó thoáng qua thôi thì cái người đó người ta hết sân hận. Ta không phải là hết, không đoạn trừ nha quý vị. Có nghĩa là có những người người ta cũng nóng giận vậy đó, nhưng mà thôi qua cái chuyện đó rồi thôi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là Đức Phật nói ở trong kinh Tăng Chi đó, những người nào mà có thân khẩu ý mà tổn hại, người đó sau khi thân ngoại mạng chung, nếu mà được sanh lại làm người á, thì sanh vào cái thế giới có tổn hại. Thành ra chúng ta thấy rằng á, có những cái đất nước á, có những cái đất nước ngày nay á, quý vị thấy rằng là luôn luôn sống ở trong cái môi trường tổn hại, luôn luôn sống ở trong cái môi trường tổn hại. Quý vị biết rằng khi mà chúng tôi lâu lâu mà có cái thời gian rảnh mà ngồi ở trên xe hoặc là rảnh á, chúng tôi coi thông tin ở trên mạng, quý vị thấy rằng có những cái đất nước luôn luôn sống trong lửa khói, có nghĩa là hết chỗ này đặt bom tới chỗ kia đặt bom. Hoặc là ngày nay thì quý vị thấy rằng ở trong cái đất nước chúng tôi đang ở, đất nước Việt Nam, quý vị thấy rằng là vợ giết chồng cũng có, mà chồng giết vợ cũng có, rồi con đánh đập cha mẹ cũng có, rồi cha đó thì hại con cũng có. Mà những cái điều này á, thì khi mà chúng ta học ở trong kinh điển này rồi á, thì chúng ta biết rằng là không phải là tại ai hết, không phải ai hết. Tại sao vậy quý vị? Tại vì ở trong đời sống quá khứ của chúng ta có thân khẩu ý tổn hại,
Thành ra bây giờ chúng ta sanh về cái thế giới nó có tổn hại, chúng ta sanh về cái chỗ này. Thành ra một người á, mà khi mà chúng ta biết được như vậy đó, chúng ta cố gắng tu tập. Bây giờ á, ở về sau này á, chúng tôi mới thấy rằng là chỉ có cái con đường mà tu á, mới thoát khổ thôi. Chứ chúng tôi thấy rằng á, có nhiều khi quý vị thấy không, khi mà mình còn trẻ đó, mình còn sức lực, mình còn trẻ hoặc là mình chưa có được học Phật pháp đó, thì quý vị thấy rằng thí dụ như ở Việt Nam khổ, chúng ta tìm một cái nơi nào đó, một cái đất nước nào đó nó đỡ hơn, chúng ta sẽ đi đến đó chúng ta sống. Nhưng mà bây giờ dần dần á, chúng ta lớn có tuổi rồi, thì rồi chúng ta được học ở trong kinh điển rồi, chúng ta thấy rằng là chỉ có cái phương pháp, chỉ có cái phương pháp mà tu tập mới tránh né được những thế giới có tổn hại thôi. Chứ thật sự ra quý vị thấy rằng không có chỗ nào để mà mình tránh né được, không có chỗ nào để mình trốn được hết. Đó, cũng như quý vị biết rằng cái buổi tối chúng tôi rảnh coi bài vở hoặc là chúng tôi coi kinh, thì chúng tôi thấy rằng đối với cái chứng bệnh ung thư, thật ra đó quý vị thấy khoa học là bó tay, khoa học là bó tay, nhưng mà Phật học chúng tôi có cái niềm tin rằng là ở trong Phật học là không có bó tay. Là tại sao vậy? Nếu mà những người nào mà tu tập mà chứng đắc được thiền định, chỉ cần mà định của sơ thiền thôi, chúng tôi nghĩ rằng là sẽ ức chế được cái đau đó. Nhưng mà chỉ tiếc thay là chúng ta làm không nổi thôi, chúng ta làm không được thôi. Có một số người không có niềm tin, rồi có một số người có niềm tin mà không đủ tinh tấn, rồi có một số người có niềm tin có tinh tấn nhưng mà không gặp được phương pháp. Không gặp được phương pháp á, mà quý vị biết rằng nhiều khi á, còn gặp thầy tà bản ác nữa. Thầy tà bản ác có nghĩa là, ở đây có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là gặp những cái người thầy, con ơi, thôi đừng có tu thiền chi. Thời nay tu thiền không có ai đắc hết, không có ai chứng đắc hết. Chỉ lo bố thí thôi được rồi, hoặc là lo giữ giới được rồi. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng chúng tôi nói lên những cái điều này để mà thôi thúc ở trong tâm của người nào có cái tinh thần, có cái niềm tin, chúng ta cứ ráng chúng ta tu. Thì nếu không có đắc được sơ định, không có đắc được sơ thiền, nhưng mà cũng được cái sự mà cận định, hoặc là chúng ta cũng được sự điềm tĩnh, thì lúc đó đó chúng ta mới có cái khả năng để mà ức chế được cái cơn đau ấy. Chứ quý vị thấy rằng cái cuộc đời của chúng ta đó, cuối cùng rồi ai cũng phải lãnh một cái chứng bệnh ung thư ra đi thôi. Mà trong khi ung thư thì khoa học bó tay, khoa học chưa có tìm ra được thuốc. Vậy thì chúng ta chỉ có còn có trông đợi, chúng ta còn có trông chờ vào Phật học. Có nghĩa là chúng ta, nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập đó, thì có thể chúng ta sẽ ức chế được cái cơn đau. Bây giờ trở lại với cái sự mà phẫn nộ đó, thì quý vị thấy rằng phẫn nộ đó thì coi như là nó tiềm ẩn ở trong tâm của chúng ta, ai cũng có hết. Nhưng mà ở đây thì có người thì ức chế được, có người thì ức chế được, có nghĩa là có người thì kìm nén được, còn có người thì không có kìm nén được cái cơn phẫn nộ đó. Thành ra khi mà chúng tôi nhấn mạnh cái chỗ mà nó tiềm hoặc là nó tiềm nguyên, để cho chúng ta biết rằng là nó còn ở trong tâm của mình, nhưng mà nó chưa có cơ hội nó trỗi dậy thôi. Nên chúng ta đừng bao giờ chúng ta mừng là chúng ta tưởng rằng là trong thời gian qua là chúng ta tu tập là rồi là chúng ta đoạn trừ được nó rồi. Chưa đâu quý vị. Tiềm ẩn khi nào quý vị có nhớ rằng là
đối với phẫn nộ tiền miên này đó, hoặc là phẫn nộ ngủ ngầm này á, cái ba tiết khá này á, quý vị biết chừng nào chúng ta mới đoạn tận được không quý vị? A-na-hàm, khi mà chúng ta trở thành bậc thánh tam quả, bậc thánh thứ ba đó, A-na-hàm, chúng ta mới đoạn trừ được ba tiết khá, án-mút-sa-giá. Khi nào mà chúng ta trở thành bậc thánh tam quả đó, bậc thánh A-na-hàm đó, thì chúng ta mới đoạn tận được. Thành ra đó, bây giờ đó chúng ta chưa tới bậc thánh. Nếu mà có giỏi lắm á, là chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta không có sân hận á, là quý vị thấy là tại sao? Tại vì thứ nhất là nhiều khi mình có tuổi rồi, giờ không lẽ giờ mình cứ nóng mình chửi hoài, nó đâu được. Rồi hơn nữa đó, mình tu tập, là mình có cái sự tu tập, thành ra mình kiềm nén nó được, là nó được chút đỉnh. Rồi nhiều khi mình cũng già rồi, quý vị già rồi, yếu rồi. Quý vị biết rằng đối với như chúng tôi đó, chúng tôi cũng khi mà những cái lúc giảng á, chúng tôi cũng nói với quý vị đó, nhà chúng tôi hồi xưa ở ngoài chợ, thì cái thờ đó, đúng rồi, hết pin. Cái thờ đó đó, quý vị biết rằng là ở giữa chợ mà ai cũng giữ hết đó. Nhưng mà bây giờ khi mà gặp lại nhau đó, thì nhìn cái sự đời đó, chỉ cười thôi. Nhìn cái sự đời chỉ biết cười thôi. Là quý vị biết sao không? Quý vị biết sao? Không phải là tu, không phải là do tu mà đoạn trừ. Bây giờ nhìn nhau lại cười thôi là biết, là quý vị biết rằng là bây giờ ai cũng hết sức rồi, ai cũng già hết rồi. Hoặc là có những người, chúng tôi biết rằng là những người ngày xưa, có những người ta rất là dữ dằn, nhưng mà bây giờ bị người ta chửi thì cũng đứng cười thôi. Thì hỏi nhiều người, người ta nghĩ rằng là ông đó giờ ông tu rồi, nhưng mà thật sự không phải, quý vị, không phải. Thứ nhất là lớn tuổi rồi, bệnh hoạn nó nhiều. Rồi thứ hai nữa là có vợ, có con, có cháu, thành ra giờ đứng cười chứ sao giờ đó. Thì trong cái trường hợp đó, quý vị thấy rằng là không, mình nếu mà mình có được cái trạng thái gì đó, mình phải xét lại, mình đâu có tu, mình không có tu, nhưng mà do mình cũng như giờ là lực cùng sức cạn rồi, coi như là mình, chứ không phải là mình tu. Thành ra mình biết suy nghĩ như vậy thì mình mới biết rằng là ba tí khá này, anusaya, cái phẫn uất tiền miên, cái sự sân hận ngủ ngầm nó vẫn còn. Nhưng mà bây giờ là chúng ta cô thế rồi, chúng ta phải chịu. Thành ra đó, hồi lúc đó chúng tôi ghét nhất là những cái câu nói ngày xưa đó. Chúng ta nói tu ở trong chùa mà tu cái gì, tu ở ngoài chợ á, nhất tu chợ gì đó, nhất tu thị, nhị tu gia gì đó, tu ngoài chợ á mới gọi là tu. Chúng tôi nói thật sự ra đó, quý vị biết rằng á, mình ở ngoài chợ á, là mình giữa chợ đời đó, không ai nhịn ai được đâu, không ai nhịn ai được đâu. Nhưng mà tại sao người ta nhịn? Tại vì chén cơm manh áo, hoặc là tại vì người ta có vợ, có con, có cháu, có xuôi, có xuôi da rồi này kia. Rồi tại sao nữa? Tại giờ già quá rồi, nếu mà sân hận quá coi nó kỳ lắm. Hoặc là bây giờ quyến thuộc chết hết rồi, không còn ai để mà nuôi con cháu mình, đỡ mình bị tù tội vân vân đó. Thành ra đó, người ta ở ngoài đó người ta mới nhịn được, chứ thật sự ra không phải là do tu mà đoạn trừ đó, quý vị. Đó, chỉ có trong cái trường hợp mà quý vị thấy rằng á, những cái vị mà mình đọc ở trong kinh điển, những cái vị đó tu thật sự đó, cái trường hợp mà quý vị thấy rằng có một cái cô gia chủ, cô tái thích đi nghe pháp quá, thích đi nghe pháp quá, bây giờ mướn một người kỹ nữ về chăm sóc cho chồng luôn, về chăm sóc cho chồng. Rồi cô ta để dành cái thời gian đó đi nghe pháp đó. Rồi cái cô kỹ nữ này á, với chồng của người ta, rồi lâu ngày á, là tưởng chồng của mình. Thành ra cái khi mà cái cô gia chủ á, cô trở về á, thì cô gia chủ của chăm sóc cái người chồng,
Thì lúc bấy giờ cô kỹ nữ cổ lại ghen, cô lấy ghen, cổ ghen, thành ra lúc đó cổ mới cầm cái chảo dầu á, cổ xối lên đầu, cái chảo đang sôi gì đó, cổ xối lên đầu cái cô kia. Nhưng mà cô gia chủ này là đang an trú ở trong tâm từ, thành ra dầu sôi lửa mẫm mà nó chảy xuống giống như là nước mà nó chảy ở trên người của cô đó đó. Thì những cái trường hợp này có nhiều khi quý vị biết, có nhiều khi chúng tôi đi thuyết pháp, có những người người ta nói là cái này giống thần thoại nhưng mà chúng tôi biết rằng những người đó không có niềm tin quý vị, những người đó không có niềm tin. Thật sự ra cái sự tu tập của người ta đó, tâm từ của người ta lúc đó, người ta có tâm từ đó, được tập trung lại, thành ra đó toàn cái cơ thể của người ta nó mát, toàn cái cơ thể do cái quy lực của tâm từ, thành ra lúc đó cái chất dầu á nó nóng đó, mà nó nóng đó thì coi như là nó bị tan biến thôi. Hoặc là quý vị thấy rằng tại sao mà mấy cái vị mà người ta đi ở trên nước như đi ở trên đất, những cái vị đó người ta có thần thông, mà lúc đó người ta nhập cái đề mục, người ta nhìn nước mà người ta nhập cái đề mục đất, người ta niệm đất 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 đất, thành ra người ta đi ở trên trên nước đó, đi ở trên nước đó giống như là đi ở trên đất đó. Thành ra chuyện đó mình không thể nào mình biết được, mình không thể nào mình biết được. Hoặc là quý vị thấy rằng những cái vị mà người ta đi xuyên qua vách tường hoặc là xuyên qua núi thì do người ta có năng lực thần thông đi, mà cái đó có cơ sở đàng hoàng. Có nghĩa là khi mà người, tất cả các khi mà chúng ta học sắc pháp á, nó có sắc hư không, trong trong ở cái chính giữa của các sắc nó có sắc hư không, thành ra đó lúc đó, đó người ta là coi như là người ta nhập cái đề mục hư không, người ta đi xuyên qua được những cái vách đó đó. Hoặc là bây giờ cái con người mình cái con người mình là quý vị thấy rằng con người của mình là cái đối với cái làn da của mình nó có kẽ hở không quý vị? Có kẽ hở chứ, nó có kẽ hở, nhưng mà tại vì chúng ta không thấy thôi, chứ kính hiển vi mà rọi vào thì chúng ta thấy, chúng ta thấy có cái chỗ hở quý vị đó, thành ra có sắc hư không hết đó. Thành ra có những người do không có chịu học, người ta không có chịu học, thành ra người ta mới bị rơi vào những cái tà kiến hoặc là những cái hoài nghi. Chúng tôi có cái niềm tin là nếu mà mình tu tâm từ, mình tu tập về tâm từ thì mình sẽ tránh được nhiều cái tai nạn. Ví dụ như hiện giờ, ngay trong hiện tại, nếu mà mình tu tập tâm từ, mình phát triển được tâm từ, thì chúng tôi nghĩ rằng mình cũng tránh được những cái người sân hận, hoặc là những người sân hận người ta lợi người ta quấy phá mình, thì mình cũng bình tĩnh, có nghĩa là mình không chống trả lại những người đó. Chúng tôi thật sự ra cái điều này mình có thể kiểm chứng được. Thử quý vị tu đi rồi tự nhiên là mình cái hội chúng đó mà sân hận mình không đi lại, nó do một cái điều kiện gì đó nó khiến chúng không có đi lại, không có đi lại cái chỗ đó. Hoặc là khi mà chúng ta có đi lại đó, chúng ta sẽ có bình tĩnh. Những cái câu chuyện mà có những lần mà chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, thì thật sự nó có diễn ra đối với chúng tôi. Quý vị biết có những lần chúng tôi đi công việc đó, mà mình hối hả quá, ví dụ như là trễ giờ quá, thành ra mình chỉ lo mà cũng như là lấy những cái gì mà cần đem theo đặng mình mà mình lấy mình đi thôi. Thì khi mà đi với cái tâm hối hả như vậy đó, quý vị biết có lần chúng tôi đi ngang qua một cái nhà đó, một cái biệt thự đó, thì tình cờ là cái ông chủ nhà đó, ông dẫn hai con chó mẹt rê, hai con chó mẹt rê mà quý vị biết nó bự, mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi mà có là cái người khổng lồ cũng giặt không nổi nó đó. Quý vị, cái ông chủ nhà đó, ông đang dẫn hai con chó mẹt rê đó, ông thả nó đi toilet, nó đi tập thể dục quý vị, nó đi tập thể dục, thì hai con chó mẹt rê đó nó bay vô mà nó vồ chúng tôi một cái đó. Quý vị biết rằng thật sự ra đó, lúc đó chúng tôi bị cũng như là mình bị đứng tim, mình bị đứng tim quý vị, mình đứng tim mà chảy nước mắt,
À, có nghĩa là quá hoảng hốt, là quá hoảng hốt, thành ra nó vừa giật mình nó vừa chảy nước mắt. Và quý vị biết không, lần đó chúng tôi rất là đau khổ, là mình khi mà mình bị một cái sự nó cũng như là nó hết hồn, một cái sự mình nó mạnh quá, nó làm cho con người mình nó đứng tim mà nó chảy nước mắt. Mà quý vị biết lúc đó chúng tôi ngước lên, chúng tôi nhìn ông mà đang mà dẫn hai con chó bẹt rê đó, mà đang dẫn nó đi thể dục đó quý vị. Ông đeo một cái sợi dây chuyền rất là lớn, rất là dày, giống như cái sợi dây xích đó. Rồi ông cười kha 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 lên, mà ló cái hàm răng màu vàng á, những cái chiếc răng của ông được bọc bằng vàng á. Chúng tôi nhớ mãi cái hình ảnh đó. Thật ra đó thì lúc đó chúng tôi mới thấy rằng là đời sống tu tập của mình đúng là cô thế thiệt. À, lúc này đúng là cô thế thiệt. Mình bị một chuyện như vậy đó, mà mình đâu có làm gì người ta được quý vị, mà người ta còn cười kha kha mà ló những cái chiếc răng vàng ra. Quý vị biết rằng thật sự ra đó, chúng tôi mới biết rằng là cái đời sống sa môn, cái đời sống mà mình đắp chiếc y này lên rồi đó, thì đúng là thiệt, chỉ có đi về mà chỉ có quỳ xuống mà lại Đức Phật thôi. Có nghĩa là giờ chỉ có nhìn Đức Phật mà mình cảm thấy để mà mình tiếp tục trong cái cuộc tu tập của mình, để mà mình vượt qua cái sự khó khăn thôi, chứ mình đâu có làm gì được quý vị. Đó, nhưng mà quý vị biết rằng tâm mình á thì giận cũng giận dữ, nhưng mà giờ có gì được nữa đâu, giận chi cho mệt, lúc đó mình chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Thì ở đây á, chúng tôi nói quý vị biết rằng những cái lần sau á là chúng tôi đi ngang qua cái tự đó, là tại vì nó ở trước chùa thì phải đi ngang qua đường nào nữa đâu tránh. Thành ra mỗi lần mà chúng tôi đi ngang qua đó trước á là chúng tôi coi như là tu tập về tâm tự. Chúng tôi tại vì sau này á chúng tôi nhớ, chúng tôi đọc ở trong cái một cái bài kinh mà ngài Bảo Ốc ngài lược lại, ngài lược lại thì cũng là chi pháp cái lời dạy của Đức Phật, nhưng mà ngài lược lại cho những vị sư khi mà đi ra ngoài đường: một là niệm Phật, hai là niệm về sự chết, ba là niệm về tâm từ, bốn là niệm về được. Đó thì chúng ta sẽ lựa một trong bốn cái đề mục này để mà chúng ta niệm. Đối với mình niệm về sự chết thì mình diệt trừ được cái sự kiêu mạn của mình. Hãy mà mình niệm Phật và niệm tâm từ thì lúc đó mình sẽ được an vui, hoặc là do quy lực đó mà sẽ hộ trì mình trên cái đoạn đường đi. Rồi niệm về thể trược thì để chúng ta diệt trừ tham ái. Thì thành ra khi mà chúng tôi đọc được những cái điều đó rồi á, chúng tôi mới áp dụng. Thì mỗi ngày đi qua đó phải áp dụng thôi, chứ giờ sao giờ quý vị cũng chưa chờ đâu có ai giúp mình nữa đâu. Đó thì lúc đó chúng tôi thực hiện là coi như là mình mong cho cái sự di chuyển, cái sự đi tới lui của mình đừng có làm tổn hại đến chúng sanh nào hết, mong cho những cái chúng sanh dù quen hay là không quen, xa hay gần đều được cái sự an vui. Có nghĩa là lúc đó mình tập trung về cái sự tâm từ nó nhiều quá. Quý vị biết rằng đi ra cũng gặp những cái trường hợp đó nữa, nhưng mà lúc đó rất là bình tĩnh, lúc đó rất là bình tĩnh, mình đứng lại nép qua bên là bỏ đi khác. Kể những cái điều này á, thật ra là chính bản thân mình đã bị qua rồi, và khi mà mình tu tập á, mình thấy có hiệu nghiệm, có hiệu nghiệm. Thành ra chúng tôi chia sẻ lại đến quý vị thôi, chia sẻ lại đến quý vị thôi, chứ không phải là mình giỏi gì hết, nhưng mà do có những cái trường hợp là tự mình phải vượt qua, những cái trường hợp mà mình phải tự mình vượt qua. Vậy thì đối với cái sự sân hận, cái phiền não, chúng ta biết rằng là nó tiềm ẩn ở trong tâm, khi nào đủ điều kiện thì nó sẽ sanh lên thôi. Đó, khi nào mà chúng ta đắc được A-na-hàm là chúng ta đoạn tận được. Thì cái chi pháp của Pát-thi-khá này có nghĩa là phẫn út tiền miên, là tâm sở sanh có trong hai tâm sanh. Tâm sở sanh là chi pháp của phẫn út tiền miên,
đó là tâm sở sanh là có trong hai tâm sanh. Và ẩn ức tỳ miên này đến khi nào đến thánh đạo A Na Hàm mới xác trừ được, mới động tận được đó. Chúng ta nhớ, chúng ta nhớ cái điều đó. Bây giờ thì chúng ta qua ngã mạn tiền miên, ngã mạn tiền miên, ngã mạn tiền miên hay là mạn ngủ ngầm á, ở đây có nghĩa là như thế này quý vị, có nghĩa là cái thái độ kiêu mạn, cái thái độ tự cao, cái thái độ mà ỷ lại, ỷ mình ỷ lại đó, đó những cái thái độ đó được gọi là ngã mạn tiền miên. Hay là hay là đối với cái sự ngã mạn này là có nghĩa là chúng ta gom gọn lại là tự hào và so sánh, tự hào và so sánh. Ngã mạn có nghĩa là tự hào và so sánh đó, chúng tôi gom lại cho quý vị. Vậy thì tự hào có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình luôn luôn mình có cái khuynh hướng, mình luôn luôn mình có cái khuynh hướng mình tự hào về một cái gì đó mà mình có, mình luôn luôn có một cái khuynh hướng là mình tự hào về cái gì đó mình có. Thí dụ như tôi tự hào tôi sanh ở trong cái dòng dõi cao quý, tôi là sanh ở trong cái dòng dõi coi như là nho giáo nha, nho giáo đó, đó là tự hào. Còn thôi là tôi đi mưa đi nắng gì cũng vậy hết đó nè, ở trần về đi nè, đó trời mưa trời nắng hay là trời lạnh gì đó tôi vậy đó, đó là cái phinh hướng này, nó cũng gọi là cái phinh ngã mạn. Rồi có nhiều người tuổi trẻ tự hào kiêu căng ở trong cái tuổi trẻ của mình, đó là nó cũng nằm ở trong cái ngã mạn. Rồi có nhiều người thì tự hào về cái cuộc sống, họ có một cái đời sống nó đầy đủ, nó tiện nghi, thì người ta cũng tự hào về cái đời sống đó. Hoặc là có nhiều người thì do người ta tự hào ở trong cái sự danh giá, hoặc là cái sự nổi tiếng đó quý vị, cái sự nổi tiếng. Nhắc đến cái điều này, thật sự ra sư phụ thì siêu kêu chúng tôi đi pháp là đừng có nói tới ai hết, mà có nhiều cái không nói tới không được quý vị. Quý vị biết rằng cũng như mình thấy hiện giờ ở Việt Nam nè, có nhiều người là coi như là tự nhiên cái hứng lên vậy đó, mua vàng đeo đầy người vậy đó, coi như là chúng ta cái người đó coi như là đeo coi như là 20-30 kg vàng trên người, rồi mướn sinh viên quý vị, mướn sinh viên làm bảo vệ đi theo mình đó. Rồi vài bữa quý vị thấy công an bắt luôn, vài bữa bị công an bắt luôn, làm gì có tiền, làm ba cái chuyện vi pháp mới có tiền, có 20-30 kg vàng đeo trên người đó, bị thấy không, nó khổ ghê không đó. Phải chi mà có nhiều đó tiền mà có nhiều đó tiền mà đem lại chùa mà làm chay tăng cũng đỡ hay quý vị. Có nhiều đó tiền mà đến lợi gặp chúng tôi hỏi làm phước gì, chúng tôi kêu sáng cứ làm một ổ bánh mì với hai trứng hột gà ốc la, để như vậy là 50 ổ vậy, để ngoài ngã tư đường đó, ai đi ngang qua thì muốn ăn thì cứ lợi lấy ngổ ăn đi. Thì chúng tôi bảo đảm cái người đó mà bây giờ mà giàu càng giàu nữa, mà cái tiếng tốt nó sẽ đồn xa, cái tiếng tốt nó sẽ đồn xa. Còn tự nhiên hứng chi mua 20-30 kg vàng đeo như sợi dây xích đeo trên người, rồi mướn mấy đứa sinh viên cũng rất là tội nghiệp quý vị. Có nghĩa là bây giờ đi học còn lại được 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ vào ban đêm thì phải làm thêm nghề này thôi, đi theo làng rào bảo vệ đó. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều người người ta có cái gì là tự hào,
hào về cái đó, thì chúng tôi kể ra những cái điều đó, là tự hào về danh tiếng nè, tự hào về sắc đẹp nè, tự hào về tài sản nè, tự hào về giới hạnh nữa đó. Những người tu mình á là coi như là cũng bị vướng vào cái này. Những cái người tu của mình á đó, không khéo thì cũng vướng vào. Tôi cũng, cái bà A cũng năm giới, bà B cũng năm giới, người kia cũng bảy năm giới, mà tối ngày cứ nói là mình trong sạch hơn ta hoài tối ngày là cứ nói rằng là mình được thọ giới từ vị thiền sư đó, mình được thọ giới từ vị hòa thượng đó. Mà hỏi ra thì người nào cũng năm giới đó, người nào cũng năm giới đó, mà cứ tự hào hoài đó. Thiền chứng thì mình bỏ qua đi, tự hào về thiền chứng thì mình không có rồi, mình không có thiền chứng gì hết đâu, mình cũng đừng có tự hào. Thiền chứng với thần thông rồi đó, mấy cái đó mình cũng có, thôi mình bỏ qua đó. Thì chúng tôi đã kể ra một lọt đó rồi, một lọt đó rồi á, thì quý vị thấy rằng là mình vướng vào cái nào, mình vướng vào cái nào, thì mình vướng vào cái nào đó thì mình biết, mà chính bản mình là mình sẽ biết mình vướng vào cái nào. Khi mà mình vướng vào cái nào đó thì chúng ta tìm cái pháp thích hợp mà chúng ta đối trị. Có nghĩa là quý vị thấy rằng cái bài kinh mà mình đọc á, ta đây phải có sự già thế nào chánh thoát lúc qua canh tàn á, ta đây bệnh tật phải mang á, nào chánh thoát đặng an mạng lành đó. Chịu khó tụng cái bài đó mà tụng để hiểu, tụng để hiểu chứ không phải là tụng để nhắc nhở ở trong tâm của mình. Thành ra quý vị biết rằng á, những bài kinh tụng á, ở trong Phật giáo nguyên thủy của chúng ta á, nó quý giá vô cùng, nó quý vô cùng. Không phải những cái bài mà chúng ta tụng như thần chú, những cái bài tụng mà chúng ta thấy rằng á, để mình nhắc nhở cái tâm của mình, mình nhắc nhở cái tâm của mình. Thành ra quý vị thấy những lần mà chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi cũng kể cho quý vị nghe những cái năm mà chúng tôi học ở dưới chùa Siêu Lý, nghe chư tăng tụng kinh vào ban đêm thôi, chúng sanh nào giàu già hay trẻ, ngu hay trí, sang hay hèn, tất cả chúng sanh đó có cái chết đón chờ phía trước cả thảy. Quý vị biết rằng mấy vị tụng, quý vị biết rằng lúc đó mình mà có muốn ngủ nướng, ngủ cũng không nổi. Với mấy vị ngủ không nổi mình, chúng tôi thật sự ra không biết là có quý vị nghe những cái bài kinh đó, không biết quý vị có thức tỉnh không, chứ đối với chúng tôi nghe mấy cái bài kinh nó ngủ không nổi. Thành ra cái mình muốn lên tụng chung với mấy vị, muốn lên tụng chung với những cái bài kinh đó, đối với các vị sư đang tụng đó. Thành ra đó, những cái bài kinh mà chúng ta quán tưởng đó, ta đây phải có sự già, ta đây phải có sự bệnh đó, đó những cái bài kinh đó để mà mình tụng lên, để mà mình quán tưởng, chậm rãi, hiểu ý nghĩa, để đối trị lại với những sự tự hào này. Những cái sự tự hào này nó đều nằm ở trong ngã mạn rồi. Còn cái ý nghĩa nữa là so sánh, cái ý nghĩa nữa so sánh, chúng ta nhớ cái vấn đề so sánh có nghĩa là chúng ta đó có cái chúng ta có ba cái: hơn, rồi bằng, rồi thua. Hơn, bằng, thua. Vậy thì hơn á, so sánh với hơn, nhà tôi á, giàu hơn nhà người đó nha. Không thôi là tôi á, là coi như là tôi coi như là lúc nào tôi cũng hiểu biết nhanh hơn người đó. Hơn so sánh với hơn đó, hơn so sánh với bằng. Ôi, tôi đâu có giàu hơn người đó nổi, giỏi lắm mà tôi giàu bằng người đó thôi. Tôi đâu có giỏi hơn người đó nổi, tôi chỉ giỏi bằng người đó thôi. Đó, thì hơn so sánh với bằng, hơn so sánh với thua. Hơn so sánh với thua là như thế nào? Ví dụ như mình tu tập Bát Quan Trai Giới, nhưng mà mình là coi như là do cái sự ngã mạn gì đó, mình nói tôi đâu có, tôi sao bằng được người đó, tôi thua người đó nhiều, coi chứ tôi tu tập tôi thua người đó nhiều đó. Nhưng mà thật sự hơn, thật sự ra mình hơn người ta, nhưng mà mình nói vậy đó. Thì trong cái trường hợp đó gọi là hơn mà so sánh với thua đó. Rồi so sánh với hơn, mình bằng ta thôi mà mình cứ đòi hơn ta,
đó, rồi bằng so sánh với bằng, rồi bằng so sánh với thua, đó, rồi thua mà so sánh với hơn, rồi thua rồi so sánh với bằng, rồi thua so sánh với thua, đó, đây là chính cách, là chính cách ngã mạn, là chính cái cách mà so sánh á, mà nó cũng được nằm ở trong ngã mạn. Thì khi mà nói về cái pháp ngã mạn này là ngã mạn triền miên, thì chúng tôi kể ra những cái điều đó đó, thì quý vị cứ xét ở trong tâm mình đi, mình xét lại ở trong tâm của mình đó, là coi mình còn ngã mạn triền miên không, còn cái gì, chúng ta còn hết, chúng ta còn đầy đủ, nhưng mà có điều á là hiện giờ á là chưa có điều kiện thôi, chứ có điều kiện, đủ điều kiện là chúng ta khởi lên liền. Tôi tụng kinh giỏi lắm đó nha, giọng tôi là nghe là nó truyền cảm lắm đó nha, đó, cái gì vậy hết á, thôi cái này tôi không biết làm đâu, tôi không biết làm đâu, để cho người đó làm đi, đó, đường nào cũng dính hết quý vị, đường nào cũng dính hết, đó, thành ra đó, chúng ta thấy rằng, chúng tôi liệt kê những cái pháp này ra, để quý vị thấy rằng là, coi như là mình còn đầy đủ cái sự ngã mạn triền miên ở trong tâm của mình, nhưng mà nó chưa có cơ hội để mà nó sanh khởi thôi, chưa có cơ hội để sanh khởi thôi. Quý vị thấy rằng đối với ngài Anuruddha, ngài chứng đắc được ngũ thiền mà có thần thông, có thần thông hiệp thế luôn đó, mà lúc đó ngài Xá Lợi Phất, ngài Anuruddha mà phe của ngài Xá Lợi Phất là bạch ngài, tôi thấy được cái thế giới này nó nằm như là thấy được những cái vật mà nằm ở trong bàn tay đó, ngài Xá Lợi Phất ngài nói cái đó là cái trạng thái, đó là trạng thái kiêu mạn của hiền giả đó. Ngài Anuruddha là một cái vị mà ngũ thiền có thần thông hiệp thế luôn, mà nhưng mà vẫn còn cái sự ngã mạn đó. Thành ra khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài chỉ ngay cái điểm đó là bắt đầu là tiến tu, cái là diệt trừ ngã mạn, đắc đạo quả là hắn liền. Vậy thì đối với ngã mạn ngũ ngầm này được xét trừ khi chứng thánh đạo A La Hán, khi chứng thánh đạo A La Hán. Vậy thì chi pháp ngã mạn ngũ ngầm này là tâm sở ngã mạn sanh ở trong bốn tâm tham không hợp với tà kiến. Chi pháp ngã mạn ngũ ngầm hay là ngã mạn triền miên đó là tâm sở ngã mạn sanh ở trong bốn tâm tham ly tà hoặc là không hợp với tà kiến. Quý vị muốn đi sao cũng được, đi xong mình hiểu thôi. Bây giờ thì đã hết thời gian sinh hoạt của đông rồi, chúng tôi giảng hai chi pháp này, nếu tuần sau đủ duyên thì mình sẽ tiếp tục mình học nữa. Do vậy bây giờ chúng tôi xin được kết thúc cái thời gian này. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng phước này đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà vị, luôn cả các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị long vương càn thác ba, ngã quỷ Atula, những chúng sanh dạ so, những chúng sanh phước mạnh phước mài, chư thiên chúa diêm vương cùng chúng sanh ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, chúc phúc cho lớp học. Bhagavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddhanu phavena sada sotti bhavantu te. Bhagavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu phavena sada sotti bhavantu te. Bhagavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sankhanu phavena sada sotti bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.